Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Thì trên tay mình đang là con Oppo bị chế độ talkback. Chế độ talkback đang gọi là chế độ đọc màn hình, chế độ dành cho những người khiếm thị đấy. Thì nó rất là khó chịu, thì có một anh ấy mang đến nhờ thoát hộ. Thì tiện đây mình làm luôn cái video hướng dẫn các bạn cách thoát nhá. Thì là nhiều khi các bạn vô tình vào cái chế độ này thì các bạn không có cách, sẽ không thể thoát ra được. Cứ tưởng máy mình bị lỗi, nhưng thực ra đó là do cài đặt thôi các bạn nhá. Đấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thoát. Thì đây, 0 giờ 8, cái chế độ talkback nó cứ đọc màn hình này rất là khó chịu nhá các bạn. Các điều khiển mà các bạn muốn sử dụng sẽ không sử dụng liên được. Liên kết này, các bạn vuốt này. Tiêu đề mặc không định thể sử dụng các được. Điều khiển tưởng như là máy mình liên kết, bị làm sao đúng không? Đấy. Và để sử dụng được cái chế độ talkback này thì các bạn phải điều khiển bằng hai đầu ngón tay, tức là hai điểm chạm trên màn hình cùng một lúc nhá. Đây thì các bạn dùng như này, bạn vuốt này. Đấy, màn sẽ hình được khóa. Nhá. Sau khi mở ra thế này thì các bạn chạm một cái vào đây, vào mật khẩu. 1. Đấy. Nhấn 2. Chạm nhá. Nhấn 3, các bạn phải chạm từ từ, nó không nhanh được đâu nhá. 4, nhấn 5, dành cho người khiếm thị không các bạn? Nhấn nút 6, đấy. Đã mở khóa thiết bị. Sau khi mở ra như thế này, thì các bạn tiếp tục đặt vào phần cài đặt cho mình nhá. Để kích hoạt, thì các bạn nhấn nút và giữ để đây nhá. Nhấn lâu. Thường thường thì các bạn chạm như thế này, nó sẽ không vào luôn đúng không? Đấy, bình thường các bạn và chạm như thế này vào luôn, nhưng mà vì đây là đang là chế độ talkback, các bạn nhấn lâu, buộc phải có hai chạm nhá. Đọc rất là khó chịu luôn. Đây. Bạn chạm cái đặt một cái này. Cài đặt. Nó chạm hai. Nhấn nút để hai cái nữa này. Hai cái liền nhau các bạn nhé. Cài đặt, đó. Cài đặt. Nhấn sau khi vào đây kích hoạt. Đọc rất là khó chịu luôn. Sau khi vào đây thì các bạn dùng hai đầu ngón tay cho mình nhá. Dùng hai đầu ngón tay để vuốt. Đây, vuốt này. Thế các bạn vuốt một ngón nhá. Sẽ các không bao giờ được. Liên kết. Đó. Các liên kết. Đúng không? Dùng hai đầu ngón tay nhá. Các bạn tìm đến mục cài đặt bổ sung cho mình. Cài đặt bổ sung nhá. Bạn chạm một cái. Cài đặt bổ sung. Sau các bạn chạm hai cái cho mình. 41 mục. Nhấn nút để kích hoạt. Các bạn chạm hai cái thì chạm nhanh cho mình nhá. Mình phải đợi nó đọc xong không có nó pha tiếng. Một hai cái. Đấy. Các bạn chạm hai cái thật nhanh nhá. Di chuyển lên. Nếu các bạn chạm một cái sẽ không được. Đây nhấn ví dụ mình vào phần hoạt. Tìm kiếm này. Tìm kiếm. Đấy, mình cứ ấn một cái lại thì sẽ không tìm được nhá. Tìm kiếm. Đấy. Các bạn nhấn phải ấn hai cái. Kích hoạt. Sau đó tiếp tục các bạn vào phần trợ năng cho mình nhá. Trợ năng. Nhưng các bạn ấn một cái này nó sẽ không được đúng không? Không được đúng không? Trợ năng. Các bạn hai cái thật nhanh nhé. Bạn nhìn mình ấn này. Một hai này. Đấy, nó sẽ được nhé. Trợ năng. Sau đó các bạn tìm đến mục talkback. Đây, tìm cái mục này nhé. Talkback đang có chữ bật. Các bạn chỉ cần tắt nó đi là được. Bằng cách là các bạn chạm một cái. Talkback bật có trong danh sách. Tiếp tục chạm hai cái nhé. Nhấn nút để kích hoạt. Talkback bật nút chuyển có trong danh sách. Các bạn chỉ cần tắt đi nhé. Các bạn chạm một chạm. Sau đó chạm hai chạm thật nhanh nhé. Đấy. Tóc bác, thủy, nút. Thì sau khi hiện cái này ra thì các bạn chạm và tắt cho mình tắt. Một cái. Sau đó chạm hai cái tiếp nhé. Tóc bác tắt. Đấy. Ok. Đấy, thì các bạn đã tắt thành công rồi. Ok. Rất là khó chịu. Thật sự là có nhiều người còn đập cầm máy vì cái chế độ này cơ. Thì thực ra nó rất đơn giản thôi, do các bạn vô tình vào cái chế độ này thôi nhé. Thì đấy, mình làm cái video hướng dẫn mọi người cách tắt chế độ talkback. Mà nào thứ hai thì đừng quên ấn like và đăng ký kênh của mình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.